Bản tin dịch COVID-19 tối 5 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 527 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 270 ca. Như vậy, trong ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế công bố tổng cộng 1.102 ca. Đây là lần đầu tiên tổng số ca mắc trong một ngày ở nước ta vượt con số 1.000 ca. 1.102 ca mắc mới được Bộ Y tế công bố trong ngày 5 tháng 7, gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh 12 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca. 1.089 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 641 ca, Đồng Tháp 165 ca, Bình Dương 131 ca, Phú Yên 40 ca, Khánh Hòa 18 ca, Long An 15 ca, An Giang 12 ca, Tiền Giang 11 ca, Hưng Yên 9 ca, Đồng Nai 9 ca, Bắc Giang 7 ca, Bắc Ninh 4 ca, Quảng Ngãi 4 ca, Bình Phước 4 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 4 ca, Vĩnh Long 3 ca, Bình Định 3 ca, Tây Ninh 3 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Lạng Sơn 1 ca, Sóc Trăng 1 ca, Nghệ An 1 ca, Lâm Đồng 1 ca. Trong ngày có 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tính đến 19 giờ ngày 5 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 21.035 bệnh nhân COVID-19, trong đó 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.